Diễm Thi và chân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ năm ngày 5 tháng 3 với một số tin tức đáng chú ý. Chuyên viên đề nghị phá giá đồng bạc Việt Nam. Trung Quốc làm thí điểm cho nông dân bán đất. Các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây đề xuất chính phủ phá giá tiền đồng từ 3 cho đến 4% trong vòng 2 cho đến 3 năm tới. Đề xuất này được đưa ra trong báo cáo Kinh tế Việt Nam quý 4 năm 2014 vừa được công bố. Các chuyên gia đề nghị ngân hàng nhà nước nên chủ động phá giá tiền đồng thông qua một số bước với biên độ 1 cho đến 1,5% để trả lại sức cạnh tranh cho hàng hóa nội địa. Báo cáo mới cho rằng sau nhiều năm có lạm phát cao, việc neo giá trị tiền đồng Việt Nam vào đô la Mỹ đã khiến cho đồng Việt Nam bị định giá cao, gây bất lợi cho hàng xuất khẩu và hàng hóa trong nước trước hàng nhập khẩu. Năm 2014, tỷ giá chính thức giữa tiền đồng Việt Nam và đô la Mỹ được điều chỉnh tăng khoảng 1,4% nằm trong giới hạn điều hành của ngân hàng nhà nước là 1,53%, trong khi tỷ giá tự do tăng 2%. Dự kiến xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý 1 và quý 2 năm nay chỉ đạt 1,4 triệu tấn là quá khiêm tốn so với các cùng kỳ năm ngoái thông tấn xã việt nam trích lời ông huỳnh minh huệ tổng thư ký hiệp hội lương thực việt nam cho biết như vậy người đại diện hiệp hội lương thực việt nam cũng cho biết ảnh hưởng lớn nhất của xuất khẩu gạo việt nam là thị trường trung quốc Năm nay Trung Quốc dự kiến mua khoảng 4 triệu tấn gạo nhưng đã ký với Thái Lan 2 triệu tấn. Bên cạnh đó, Myanmar cũng sẽ xuất khẩu gạo chính thức sang Trung Quốc. Thêm vào đó là việc Trung Quốc sẽ thắt chặt xuất khẩu qua biên giới. Năm 2014, thị trường xuất khẩu gạo chính của Việt Nam là châu Phi nhưng Việt Nam đã mất gần 60% thị trường này do Thái Lan vì giá gạo của Việt Nam cao hơn giá gạo Thái Lan từ 30 đến 40 đô la một tấn. Trung Quốc sẽ tiến hành chương trình thí điểm cho phép các nông dân được bán đất trong thời gian tới. Bà Phó Danh, phát ngôn nhân Quốc hội Trung Quốc cho biết như vậy vào hôm qua. Theo luật hiện tại của Trung Quốc, tất cả đất đai trong nước đều do nhà nước hoặc các hợp tác xã làm chủ, còn nông dân chỉ được quyền sử dụng đất tại nông thôn. Chính phủ có quyền thu hồi đất thường là với tiền đền bù rất ít ỏi hoặc là không có và nhà nước có quyền bán đất cho các nhà đầu tư phát triển với lợi nhuận lớn. Điều này đã dẫn đến bất bình lan rộng trong xã hội. Theo bà Phó Danh, sắp tới khoảng 33 khu vực cấp hạt bao gồm cả quận Đại Hưng thuộc Bắc Kinh sẽ ngưng việc thực hiện lệnh cấm bán đất tự do đối với các mảnh đất không phải đất canh tác. Chương trình mới sẽ cho phép đất nông thôn vì các mục đích kinh doanh được buôn bán trên thị trường. Bà Doanh cũng cho biết chương trình cải tạo đất đai lần này là để hỗ trợ phát triển hiện đại hóa nông nghiệp và thành thị hóa và bảo vệ các quyền lợi của người nông dân tốt hơn trong quá trình đổi mới. Bắc Hàn đang có cố gắng tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế trì trệ bằng cách trao thêm quyền quản lý và có thể những phần thưởng cá nhân cho các khu vực quan trọng của lực lượng lao động của nước này. Đây được coi là một thí điểm chính sách nội địa lớn nhất tại Bắc Hàn kể từ khi ông Kim Jong-un nắm quyền lãnh đạo đất nước. Các biện pháp đưa ra bao gồm việc cho phép các nhà quản lý được quyền định đoạn mức lương, thuê và sa thải nhân viên cho người nông dân thêm phần trong quota sản xuất Hãng tin AP trích lời của chuyên gia kinh tế Bắc Hàn, những thay đổi này đã được giới thiệu ngay sau khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền vào năm 2011. Những đổi thay đó được soạn thành luật vào tháng 5 năm ngoái và bây giờ được mở rộng ra trên toàn bộ đất nước. Những thay đổi này là để khuyến khích các nông dân và các nhà quản lý làm kinh doanh một cách sáng tạo hơn. Tuy nhiên, đây không phải là một hình thức của chủ nghĩa tư bản. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ aray net Nếu bị từ lưỡng ngăn chặn, quý vị vào địa chỉ achau Tự Do.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.afe.org hoặc bằng ứng dụng app miễn phí của Afe tải xuống từ App Store và Google Play. Diễm Thi và Trang Như kính chào, tạm biệt quý vị.